Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tây. Phần 22, lễ thứ 21. Nhất tâm quán lễ, tứ duy thượng hạ, xưng tán bổn sư, ư nhất thiết thế gian, thuyết thử dị hành năng tính chi pháp, khuyến chư hữu tình, chí tâm tín thọ, hộ niệm thập phương niệm Phật chúng sanh, vãng sanh tịnh độ, hằng xa thế giới nhất thiết chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần, một lạy. Lại tiếp tục quán lễ, chính là hằng xa thế giới nhất thiết chư Phật. Tất cả Phật đây, các ngài đang khen ngợi Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nha. Tứ duy thượng hạ, Đông Tây Nam Bắc gọi là tứ duy. Thượng hạ chính là lục hợp chi nội của Trung Quốc. Đây là một cái lục hợp mà. Bốn phía lại có trên có dưới, không phải sáu phương rồi sao? Bốn góc thì đã bao gồm bên trong rồi, thì không cần nói mười phương, chỉ là sáu phương. Cho nên ở A Di Đà Kinh bản tần dịch thì có sáu phương Phật, sáu phương thì đủ rồi. Thật ra văn Ấn Độ là mười phương, bản Pháp Sư Huyền Trang phiên dịch là mười phương. Bốn cái góc đó Cứu Ma La Thập Pháp Sư cho giảng lược đi rồi, sáu phương đủ rồi. Do đó thầy Hạ hội tập cũng là giữ nguyên là sáu phương, không có mười phương. Thế nhưng đã lấy từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn, số từ này đưa vào rồi. Tứ duy thượng hạ, xưng tán bổn sư, khen ngợi Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Khen ngợi cái gì vậy? Khen ngợi bổn sư ở trong hết thảy thế gian này đấy. Ở trong thế gian như vậy, đủ loại thế gian, hết thảy thế gian, để nói pháp dị hành năng tính chi pháp này. Cái năng tính này là pháp hết thảy thế gian đều khó tin. Không chỉ người không thể tin, trời thông minh hơn chúng ta nhiều, họ cũng không thể tin nha. Tầng trời cao cũng không tin nổi nha. Trời sắc giới, trời vô sắc giới, pháp nhất thiết thế gian năng tính. Phật Thích Ca Mâu Ni ở hết thảy thế gian nói pháp dị hành năng tính này, khuyến chư hữu tình, chí tâm tín thọ, tứ duy thượng hạ, khen ngợi bổn sư nói pháp này. Đây là điểm thứ nhất của việc đảnh lễ. Điểm thứ hai, mười phương Phật tự mình đều đang khuyên hết thảy hữu tình phải chí tâm tín thọ đấy. Đây là pháp khó tin, mười phương Phật đều ở nơi đó giúp đỡ khuyên bảo chúng sanh. Các ngươi phải tín thọ cho tốt nha. Đối với lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói, phải chí tâm, tâm chí thành để tin tưởng, để tiếp nhận nha. Tin tưởng lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Hơn nữa, mười phương Phật đều đang hộ niệm chúng sanh niệm Phật ở mười phương. Cho nên chúng ta đang niệm Phật, chúng ta không những là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang hộ niệm chúng ta, chứ vì là học sinh tốt của người đấy. Phật A Di Đà đang hộ niệm chư vị, bởi vì chư vị muốn đi nha, chư vị muốn đi cầu học nha. Mười phương Phật đều đang hộ niệm chư vị đấy. Mười phương Phật này đều đang hộ niệm chúng sanh niệm Phật ở mười phương đấy. Chính là chư vị người phát cái tâm chân chánh niệm Phật này, chư vị có được hộ niệm của mười phương Phật. Điều này thì làm cho chư vị có thể thành công, có thể vãng sanh tịnh độ. Cho nên chư Phật như vậy biến khắp ở hằng xa thế giới. Chúng ta đang lễ tất cả Phật khắp hằng hà xa, nhiều thế giới như thế, vậy đã rộng khắp rồi. Chúng ta thì phải lễ các ngài. Quan hệ với chúng ta cũng như vậy. Các ngài khen ngợi bổn sư của chúng ta,
khuyên mọi người nghiêm túc tiếp nhận sự dạy bảo của bổn sư, mà còn hộ niệm tất cả chúng sanh niệm Phật. Vì thế một lạy này, chúng ta đang lễ bái, đang cung kính Phật. Chỗ này là đang bái Phật. Đây chính là công đức. Chứ vì biết công đức của Phật này tăng thêm tín tâm cho chúng ta đấy. Chúng ta không phải trơ trọi một mình. Niệm công nói đến chỗ này, thính chúng đối diện phía trước cười ngất. Cho nên có rất nhiều người luôn cho rằng tôi ở bên ngoài tham gia một nơi người cực kỳ đông, đạo tràng cực kỳ thịnh, vị sư phụ này cực kỳ nổi tiếng, rất náo nhiệt, ngày ngày lại có xây dựng gì đó, chiên trống vang trời nha, hương nghi ngút. Vậy không sao, không có sao, chư vị thật sự dụng công để tu nha. Chỗ chư vị tuy rằng là thanh tịnh, chỗ chư vị là thập phương chư Phật chi sở hộ niệm đấy. Vì vậy chúng ta coi trọng là Phật Pháp trong sơn lâm, không phải yêu cầu sự náo nhiệt đó của Phật Pháp trong thành thị. Do đó, từ xưa đến nay, Phật Pháp trong sơn lâm và Phật Pháp trong thành thị là không giống nhau. Một bên thì là muốn kết duyên rộng rãi nha, náo nhiệt nha, một bên thì là thanh tịnh nha, chân tu đấy. Hai bên không thể gộp lại nha, mọi người đều phải biết nha. Sau khi chư vị muốn đi rối ren, sau khi rối ren đủ kiểu rồi, Pháp Sư Chánh Quả, Pháp Sư Chánh Quả sinh năm 1913, mất năm 1987, người thành phố Từ Cống, tỉnh Tứ Xuyên, họ Trương, 19 tuổi được Lão Hòa Thượng Quảng Cừ, chùa Thọ Ninh, huyện Trung Giang, thế độ. 21 tuổi thọ giới tại Viện Văn Thù ở Thành Đô. Một đời làm công tác đào tạo giáo dục tăng tài. Có câu nói, ngài nói chư vị quen biết một người thì họ sẽ treo trên cổ chư vị một sợi dây. Sau khi đã treo sợi dây, họ không chắc khi nào thì họ đến níu một cái. Chư vị cũng không biết khi nào họ vui, có sợi dây rồi mà. Họ muốn níu chư vị một cái, chư vị treo quá nhiều rồi. Người này vừa níu xong một chút, người kia lại níu một cái. Luôn có người níu chư vị thì chư vị phiền phức rồi. Do đó nói ngày nay, tôi cho rằng phải tránh sự náo nhiệt này, tránh việc để người khác cứ níu một cái này. Nhưng nếu chúng ta vì để nói pháp môn tịnh độ với nhau, vì để củng cố lòng tin mọi người, tuyên truyền chánh pháp, thì việc này có vất vả hơn cũng là nên làm. Việc này phải tách biệt. Những việc này không phải bị bám víu, là ta chủ động cố hết sức tránh bị người níu kéo, không muốn bị người lôi mũi kéo đi. Ta cũng có kế hoạch của ta. Những việc này và kế hoạch của ta đang tương hợp với kế hoạch của ta. Ta tận lực đi làm, bởi vì năm tháng thì có hạn. Việc này không hợp với kế hoạch này của ta thì ta cố gắng tránh nha. Không thể bỏ ý kiến cá nhân phục tùng số đông nha. Có thể làm được, khả năng đó cũng là không nhiều. Chúng ta chỉ có thể làm mấy việc đối với Phật Pháp, đối với chúng sanh có ích một cách chắc chắn. Vì thế hy vọng mọi người phải hộ trì, hy vọng làm thành những việc có thể làm. Mỗi một việc làm thành là không đơn giản đâu, đều là rất nhiều chướng ngại. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào
muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Now